Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình Và trong video lần này mình sẽ hướng dẫn anh em Thay đổi bảng tỷ số Của giải bóng đá ngoài hạng Anh Premier League Của giải 2023-2024 sang version 3 Thì ở trong các version 1 và version 2 Version 1 thì mình sẽ tóm tắt Đấy là Chúng ta đã có bảng tỷ số mới Version 2 thì là thêm những cái kênh phát trực tiếp Ở bên góc phải màn hình Và version 3 chúng ta có thể có một cái thay đổi nhỏ có những cái thay đổi như sau thứ nhất đó là phông chữ đã được thay đổi phông chữ ở trong game đã được thay đổi sang phông chữ của ngoại hạng anh và các bạn nhìn cái bảng tỷ số đây là cái điều rất rõ rệt chúng ta thể nhận thấy cái bảng tỷ số là hai cái tỷ số là cái số nó đã to hơn cái hai cái tỷ số của bảng tỷ số nó đã to hơn so với version 1 và version 2 thì hôm nay trong clip này mình sẽ hướng dẫn anh em làm thế nào để cập nhật sang version 3 ở nội dung bảng tỷ số dành cho giải bóng đá ngoại hạng anh, anh Premier League. Vâng, việt vị rồi. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu luôn. để mod được Trước tiên anh em tải cho mình Cái tập tin này Mình sẽ gài link ở trong phần mô tả Khi tải xong anh em giải nén nó cho mình Sẽ được một cái file như thế này Một cái folder như thế này Anh em vào tiếp cho mình một phát nữa Ở đây nó sẽ có là những cái gì Nó sẽ có một cái thư mục Là England Và ba cái thư mục Đấy là EPL, Phong ML và XL Thế để giải thích cho anh em là những cái này là những cái gì thì Ở cái file England đầu tiên cái folder England anh em vào cho mình đấy là phần uh, Content Scoreboard Đây thì England đây Nếu như bạn nào mà Không có cái cặp England này Thì anh em hoàn toàn có thể làm bước này Anh em click chuột phải anh em bấm vào new anh em bấm vào folder anh em viết chữ England như bình thường cho như tôi nhưng còn ở đây thì mình có có rồi và cái England nó là cái gì nếu như mà anh em mà không thay đổi thì nó sẽ cái England của nó sẽ là tên là như thế này tên gốc của nó sẽ là eng một như thế này nhưng chúng ta đã đổi tên thành England thì khi vào trong này đây là những cái kênh mà logo nó sẽ phát trực tiếp ở bên phải góc phải màn hình cái này thì chúng ta có thể chọn được logo Lát nữa tôi sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao để chọn lại logo. Ở đây anh em copy sao cho tôi. Đây là nó hỏi có muốn thay thế những cái tập tin đã có sẵn không thì mình cứ ấn vào có. Ok như vậy đã xong, xong một bước. Bước thứ hai anh em vào map competition cho tôi. Anh em kéo xuống. Đây. Những cái phần này. Tại sao mà chúng ta lại phải quan tâm đến những cái phần 17 chấm này? thì báo cáo với anh em 17 đó là cái thư mục England nếu như mà anh em đổi tên thành em 1 như thế này thì toàn bộ những cái chữ England ở trong này anh em cũng phải đổi thành em 1 như thế này đấy thì nó mới nhận được đây là một cái đường dẫn tại sao như vậy đây em 1 này và Premier No TV thì đây Premier No TV đây đấy nhưng mà ở đây chúng ta là sao ạ chúng ta tên cặp này chúng ta đang là England thì chúng ta cũng phải để đây là England. Tương tự với những cái dưới cũng như vậy. Tương tự với những cái dưới cũng như vậy. Và những cái số 17 này, cứ mỗi một cái dòng này là anh em được quyền chọn thành một cái kênh để coi như là khi như kiểu là chọn cái logo kênh phát trực tiếp đấy. Kênh truyền hình trực tiếp. Thì nếu mà anh em tôi sẽ để gài cái phần này vào mục mô tả để cho anh em copy một phát cho nó nhanh. Đấy. Thế còn những cái như thế này thì cũng như là vừa rồi tôi hướng dẫn. Nếu mà anh em đổi tên như thế này thì bên này anh em cũng phải đổi tên trùng như vậy. Ví dụ như England nhưng mà đây là No TV. Anh em viết đây là Now TV như này thì bên này anh em cũng viết ở đây là Now TV. Đấy như vậy nó phải trùng nhau, cái đường dẫn nó phải trùng nhau như vậy. Nếu đây tất nhiên là chúng ta sẽ không làm như thế. Rồi, như vậy đã xong một bước. Khi anh em vào xong cái phần map composition như vậy Thì anh em xếp lại cho tôi Rồi Bước tiếp theo Anh em bách lại cho tôi vào thư mục like CPK Ở đây anh em click chuột phải Đây Click chuột phải thêm cho tôi một folder new folder Sau anh em đặt tên là EPL phong XL Hoặc là anh em đặt tên là cái gì cũng được 123 cái gì đấy hạn 123 đi Đấy sau đấy anh em vào cho tôi bên này Anh em có thể cóp Một trong ba cái này Một trong ba cái này là cái gì Thì như mình giải thích đây là lúc ban đầu Là cái số Cái, cái, cái tỷ số ở trên bảng tỷ số ở góc trái Nó là số to số nhỏ đấy Đấy thì là Nếu mà anh em muốn số to như mình Thì anh em vào cái phần XL anh em cóp sang Anh em vào đây Anh em cóp sang Thay thế Replay Đây là mình chọn từ cái file XL thì nó sẽ là cái phong số to, tức ngược lại. L và M thì là nó sẽ là cái phong số nhỏ hơn. Khi mà anh em xong cái bước này rồi, anh em quay ra cho mình cái phần cider INI này. Anh em thêm cho mình một cái dòng như thế này vào. Anh em thêm cho mình một cái dòng như này. Và cái cái dòng mà EPL phông XL đây này. Đấy thì anh em phải đặt tên theo cái gì ạ? Theo cái cặp mà anh em viết ở đây. Tức là sao? Tức là hai cái này nó phải giống tên với nhau. Ví dụ bên này tôi đang đặt 123 thì bên này tôi cũng phải đặt vào đây là 123 thì nó sẽ nhận được đây là một cái đường dẫn hợp lệ. Nếu như anh em để cái này là EAPL 0 XL thì cái cặp bên này anh em cũng phải đặt tên như vậy. Đấy, đến cái như thế này nó mới nhận được đây là một cái đường dẫn hợp lệ. Thì vào trong game những cái tinh chỉnh của anh em nó mới có hiệu quả. Cũng như bao cũng như rất nhiều là các cái video mình hướng dẫn trước, đấy là gì ạ? anh em đặt tên là cái gì cũng được tôi không biết hay là cái gì đấy cũng được nhưng mà hai cái nó phải trùng với nhau từ cái dấu chấm dấu phẩy nó phải giống nhau anh em anh em chú ý là cái phần này mình thêm vào cặp like cpk thì ở đây mình thêm một dòng là cpk root like cpk thế này thế kia đây như nếu anh em có thể quan sát đây có một ví dụ luôn đây là có cái cặp việt hóa bài tác giả nguyễn xuân đức nguyễn xuân đức nhưng mà bên đây mình lại để là Nguyễn Xuân Đức một như vậy đây là nó nhận thấy là hai cái đường dẫn nó không hợp nó không trùng tên nhau nó không hợp lệ anh em xong anh em nhớ lưu lại đây nó nó nhận nó nhận thấy đấy là cái đường dẫn nó không hợp lệ thì vào trong game sẽ không có tiếng việt bây giờ tôi sẽ vào luôn cho anh em anh em nhớ là trước khi vào anh em nhớ bật cho tôi Cider. bởi vì sao bởi vì mình tinh chỉnh game bằng Cider. nên trước khi vào game anh em phải bật Cider cho tôi Ok bây giờ sẽ vào game. Rồi. Thì anh em thấy là giao diện vẫn đang là tiếng Anh. Cái đầu tiên anh em nhìn thấy là giao diện vẫn là tiếng Anh. Đây chúng ta sẽ làm lại, chúng ta lại vào link Chúng ta đã thấy rằng là khi mà chúng ta cóp cái phần V3 này vào là cái phông của của những cái cái cái, cái mục chọn này này, nó đã thay đổi thành phông chữ của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Đây, để nhanh nhất thì tôi sẽ vào kích off luôn cho anh em. Đây tôi sẽ cho cam lên đây một chút để anh em tôi khi tôi chỉ anh em có thể hình dung rõ hơn. rồi đây là phông chữ sau khi thay đổi đây anh em có thể nhìn thấy là cái bảng chỉ số này hai cái số nó đã to hơn giống như ở ngoài đời thật nếu như mà anh em cái trường hợp vừa rồi anh em mà lấy của file m hoặc là iphone chữ l thì là số nó sẽ nhỏ hơn nhưng đây là mình chọn cái phông chữ XL nên là hai cái số này nó to như vậy. Đấy là anh em hình dung là nó là như vậy. Cái phông phông M, phông XL hay là cái gì đấy. Thế còn cái nội dung mà tiếng Việt. Cái nội dung tiếng Việt thì anh em Đây thì chúng ta chỉ cần đổi lại tên một chút. Vừa rồi đây là cái gì nhỉ? Đây là Nguyễn Xuân Đức 1 đúng không? Đây là Nguyễn Xuân Đức thường này Bây giờ vào đổi Nguyễn Xuân Đức 1 thế là xong Bây giờ mở Sider chúng ta vào lại game Ở bước này thì tôi sẽ hướng dẫn anh em làm thế nào để chọn logo Của kênh TV sẽ phát trực tiếp Sẽ thường thuật trực tiếp trận đấu Cái này thì mình đã hướng dẫn ở những cái video trước rồi đây như vậy là sau khi mà đổi tên để cho các cái đường dẫn nó nhận diện là đường dẫn giống nhau thì là khi vào trong game giao diện chúng ta đã được đổi hoàn toàn sang tiếng việt rồi đến bước này khi mà giai đoạn chọn, chọn chọn trang phục và thay đổi chiến thuật thì anh em ấn cho tôi là nút space trên bàn phím hay nút cách đấy, nó sẽ hiện được một cái bảng tinh chỉnh nhỏ như thế này ở đây anh em ấn cho tôi nút 1 hoặc là nút dấu ngã hai cái nút cạnh nhau đấy nút số 1 nút dấu ngã hai nút cạnh nhau một cái nút một nút lùi một nút là tiến thì hai cái đấy là để tinh chỉnh các cái hoạt động như đây chúng ta có thể thấy đây là đang là tinh chỉnh sân vận động này đây là tinh chỉnh về bảng tỷ số này đấy tinh chỉnh bảng tỷ số thì nếu mà anh em muốn thay bảng tỷ số khác thì anh em chọn cho tôi đây là nút số nút số 9, nút số 9 thì ở đây nó ghi chú là nút số 9 nó ghi chú là để chuyển qua lại giữa các cái mình có thể chọn tay. Thế đây. Khi mà ấn nút số 9 rồi thì nó sẽ mất đi cái bảng tỷ số. Bởi vì sao? Bởi vì anh em nhìn cái dòng dưới cùng từ cái dòng donate này nó chém rồi mình sẽ tắt đi. Đây thì là cái dòng dưới cùng nó viết là manually selected scoreboard thì dịch nôm na có nghĩa là cái bảng tỷ số mà anh em tự chọn bằng tay thì là để thay đổi anh em ấn cho mình nút pay up và nút pay down hai cái nút này thường thường thì nếu mà ở bàn phím thì là nó nằm nằm luôn ở trên cái bốn cái phím mũi tên đấy anh em ấn anh em tìm cho mình đấy là cái phần mà anh em vừa có vào cái này thì đó là England England đúng không thì anh em cứ vào đúng England đây khi đến England thì nó mới ra như này đấy anh em muốn chọn kênh nào để tường thuật trực tiếp đây ví dụ mình muốn chọn kênh ESPN này, Astro Arena này, chưa NBC Sports này, đây là không không có logo này, đây là kênh Peacock này, đây Premier League TV này. Khi anh em chọn đến đây rồi anh em ấn uh, nút cách cho mình. Rồi sau anh em vào bắt đầu trận đấu. Anh em vào kích off đây. Đây mình sẽ đưa cái cam của mình lên góc trên này để mình có thể chỉ nó dễ hơn. thì chỉ cho trỏ nhiều cho anh em dễ hình dung Đây thì anh em có thể nhìn thấy là bên góc phải của màn hình Tay mình đang chỉ đây Tay mình đang chỉ đây, đây, đây Cho sát vào tí nữa nha Đây, cho sát vào đây Đây, thì là cái logo cái logo phát trực tiếp nó được thay bằng Premier League TV đấy đấy là cái bước mà trước trận chúng ta ấn nút cách nó sẽ thay đổi ra như thế chúng ta hoàn toàn có thể là thay đổi sơ vận động khác hoặc thay đổi các thể loại khác tùy theo cái mà chúng ta muốn tinh chỉnh muốn tùy chỉnh thế để có những cái bảng tinh chỉnh như thế thì anh em trước tiên anh em bật cho tôi slider thế còn tinh chỉnh theo cái nào thì anh em phải vào phần module nó sẽ tinh chỉnh theo tất cả những cái trong module này tức là anh em có những cái gì ở đây thì là vào trong trận anh em mới tinh chỉnh được cái nội dung đó ví dụ như vừa rồi là mình uh, tinh chỉnh uh, xem nào stadium post này stadium banner này và các cái thể loại đấy về cơ bản là như vậy